Vào thuở xa xưa, Ngọc Hoàng, vị vua trên thiên đình đã tạo nên trái đất để con người và muông thú sống chung với nhau. Vì hai loài sống hợp với nhau nên Ngọc Hoàng rất hài lòng. Ngài đã sai một vị thần xuống hạ giới gieo hạt ngũ cốc, lúa, đậu để các loài có thêm thức ăn. Ngài đã dặn dò vị thần rất cẩn thận về cách gieo hạt giống. Nhưng vị thần này lười biếng, không chịu nghe kỹ lời căn dặn nên Ngài đã vô tình làm sai lời. Những hạt giống vị thần gieo xuống đều không cho ra hoa màu mà biến thành những cây cỏ dại lan rộng, hút hết nước và chiếm tiện ích đất của muôn loài. Vì thế, các loài đói khát và kêu than trời. Biết tin, Ngọc Hoàng rất tức giận, Ngài quyết định trừng phạt vị thần để ông ta biết lỗi lầm của mình. Ngài đã cho vị thần ấy hóa thành con trâu xuống trần gian, xuống giúp người dân cày cấy. Khi nào trên đất sạch cỏ thì Ngài ấy mới hết tội. Từ sự tích đó, ngày nay còn người ta nhớ đến hình ảnh của trâu là nhớ đến lao động, cày cấy, làm việc chăm chỉ, giúp đỡ cho nhân dân. Đặc tượng trâu là để trang trí và gợi nhớ câu chuyện sâu sắc của nó. Xét theo góc độ phong thủy, loài vật này góp phần tạo nên phúc khí và tài lộc cho gia chủ. Tượng trâu bằng đồng với ánh sáng màu đồng sẽ giúp thu hút vượng khí, sự nghiệp gia chủ thăng tiến nhanh chóng, tài lộc dồi dào. Hình tượng cũng được thiết kế khéo léo, bề mặt xử lý trau chuốt, có chiều sâu rõ rệt. Sản phẩm phủ ngoài một lớp sơn bóng bảo quản, cách ly bề mặt thoát khỏi tác động của môi trường, mang lại độ bền cực cao với khả năng giữ sáng đẹp trong khoảng thời gian dài. Đồng thời, việc xử lý ánh sáng cũng có thể thực hiện bằng những phương pháp đơn giản. Đồ đồng dùng quang hà, nét tinh hoa truyền thống.